Thuốc nuôi gà Ân Bình Điền xin kính chào anh em. Số điện thoại mình là 0362385669. Nhà mình đang gần chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào gần chợ là nhà lấy thuốc cho mau lẹ để tính tiền ship nha. Và các anh em ở tỉnh xa thì mình sẽ ship trên đường bưu điện, ship toàn quốc nha anh em. Rồi anh em giờ xem kênh, nếu mà quan tâm đến các loại thuốc, các cách sử dụng sao cho hiệu quả, giá cả thuốc nó sẽ lên xuống như thế nào, các anh em bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới của mình. Mình sẽ chia sẻ trong từng clip cho anh em. Mỗi một clip mình sẽ có một cái gì đó, cái mới cho anh em, kết hợp những loại thuốc với nhau, hoặc là con gà anh em như thế nào, thể trạng như thế nào, đang trong cái giai đoạn nào mình sử dụng thuốc đó tốt nhất, chia sẻ giới thiệu đến với anh em cho anh em biết. Để một số anh em mà nuôi gà theo cách thần thục luôn nữa, có sử dụng thuốc luôn, nhưng mà anh em nhiều khi chỉ là mua về rồi cho uống gọi là theo bản năng thôi, chứ gọi là không biết cái công dụng của thuốc đó sử dụng trong khoảng thời gian nào. Với lại những con gà, với lại những anh em mà mới biết chơi á, không biết sử dụng thuốc nào á, mình sẽ giới thiệu từng clip chi tiết nhỏ cho anh em dễ hiểu. Chứ để mà mình giới thiệu một mạch vậy là các anh em không có hiểu cái thuốc đó nó có công dụng như thế nào, gà mình sử dụng được hay không. Nhiều khi các anh em mà trúng một cái gì đó, như khi gà ốm, giới thiệu gà ốm các anh em mà biết được cái vậy rồi, cây rồi mình sử dụng thuốc đó không. Nhưng mà nhiều khi sử dụng cái loại thuốc đó không, nó sẽ không phát huy được hết tác dụng của nó. Nó phải kết hợp với cái loại thuốc nào đó, nó cho gà gọi là công dụng 100% luôn. Nó cho gà mình phát triển như gọi là toàn diện. Rồi, vấn đề thuốc thì hôm nay mình cái clip này thì mình giới thiệu đến với anh em một loại mà không thể thiếu trong cái môn nuôi gà, đó là nghệ. Nghệ đỏ xà cừ nha. Hàng nguyên chất 100% nha anh em. Đây hơi chối nè, ngoài đi sáng đó. Nghệ nguyên chất 100%, mình bán hàng cho anh em thì mình bảo đảm là bao hàng anh em. Tới đó anh em cứ việc dở ra, cái anh em dở hũ nghệ ra luôn. Cái này trước tiên là nghệ là phải có mùi, nó mịn mà nó khô nha. Khi mà các anh em để vô cái miếng cắt tông, miếng thùng giấy á, thì nó sẽ cho ra cái màu hơi vàng vàng. Phải có màu vàng vàng của nghệ nha anh em, chứ không phải nghệ đỏ mà nó không có màu vàng đâu. Không biết anh em thấy rõ không? Anh em quay đó, mình về là xa về đó. Cái tay mình phải vàng vàng luôn. Nó phải có màu vàng vàng chứ không phải nghệ đỏ mà không có gì vàng đâu. Đó, thì thuốc á cũng vậy, mà nghệ cũng vậy, trên thị trường rất nhiều người bán, rất nhiều giá cả khác nhau nên cái chất lượng nó sẽ khác nhau, tiền nào của nấy. Với lại nhiều khi có người quảng cáo cách khác nhau. Nhiều khi ở đây mình bán một hũ về là nửa ký là 150, rồi mình bán một ký cho anh em là 280 ngàn, mà mình bao ship cho anh em nha. Ship là có tỉnh là 40 lần, thành phố là 30, mà mình vẫn bao ship cho anh em. Còn một số người ta bán 250 thì anh em chỉ tiền ship thì nó cũng vô đó thôi à. Đừng nhiều khi thấy rẻ mà các anh em phải hỏi kỹ càng mới được. Tất cả các loại thuốc cũng vậy, thuốc nhiều khi ta bán giá vậy, giá rẻ hơn mình, nhưng mà quan trọng là cái tiền ship người ta có bao hay không, cái vụ vậy. Với lại cái chất lượng của người ta là như thuốc thì các anh em phải coi cái đát sử dụng nó bao lâu đó, mình còn thời hạn sử dụng khoảng bao lâu nữa, chứ không phải mua hàng các anh em mà thấy đó rẻ là các anh em mua. Nhiều khi ta đưa những cái đát cũ cho anh em thì nhiều khi thuốc nó mình về sử dụng không được bao lâu. Bởi vì thuốc có một số anh em nuôi gà rất là ít nên cái thời hạn sử dụng là cần thời gian dài. Bên mình bán cho anh em là thuốc bảo đảm anh em, thuốc là toàn là đắt mới hết. Thuốc mình về liên tục, nhưng mà mình nhập một lần là số lượng vừa phải mình bán, chứ không phải mà nhập số lượng mà nhiều để đó mà gọi là giữ chữ hàng đó. Mình bán thì số lượng cũng nhiều, nhưng mà giá cả thì như giá cả anh bán anh em, mình lấy số lượng nhiều mới có giá tốt, mình bán gọi là cạnh tranh trên thị trường, bán cho anh em. Rồi nghệ này cũng vậy đó, mình lấy số lượng vừa phải, để lâu quá sẽ nhiều khi nó để ngay ánh nắng rồi hay gì nhiều á, khi nghệ mình gọi là chất lượng nó bị giảm đi, nên mình nghệ mình lấy là vừa mình bán hết cho mình xài cái khác đó. Nó không quan trọng, bởi vì nó rất là gần ở chỗ mình không quan trọng đi xa. Rồi các anh em có xài nghệ thì ủng hộ mình nha, và các loại thuốc nuôi gà, các phụ kiện nuôi gà nữa nha anh em. Rồi có xài thì ủng hộ mình, số điện thoại mình nha anh em. Rồi anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những clip sau của mình.
mình chỉ chia sẻ một số cái mẹo nhỏ trong nuôi gà. Rồi chào anh em, chúc anh em thành công nha.